Xin chào tất cả các bạn, mình là MC Bảo An. Chúng mình đang gặp nhau trong truyền hình thực tế của kênh Họa Mi. Thời tiết hôm nay rất ủng hộ cho chúng ta ra ngoài chơi đấy. Và địa điểm đến hôm nay của chương trình đó chính là công viên Hóa Thám, một địa chỉ rất quen thuộc với chúng ta phải không nào? Công viên nằm trên đường Hùng Vương, thành phố Bắc Giang. Cùng theo chân Bảo An nhé. Với con đường dở bóng phượng vĩ, những lối rẽ được bố trí rất khoa học, mọi người có thể đi xe đạp, chạy bộ, tập thể dục, thật là khoan khoái. Công viên Hóa Thám có một không khí dễ chịu như vậy là nhờ sự có mặt của một hồ điều hòa siêu to khổng lồ đấy các bạn ạ. Hồ điều hòa của công viên được mệnh danh là hồ to nhất của thành phố Bắc Giang. Mỗi buổi chiều tối, khi mọi người chạy bộ tập thể dục quanh hồ hoặc ngồi thư giãn trên ghế đá, hướng mắt ra xa theo mặt hồ, nghỉ ngơi những phút giây mệt mỏi sau ngày dài làm việc học tập. Không chỉ có hồ điều hòa là nơi thư giãn, ở đây còn có đồi cỏ với những trò chơi xích đu, cầu trượt, nhà bóng, đu dây, câu cá. Ở đây không chỉ có người lớn được thư thái mà trẻ nhỏ cũng được vui chơi thoải mái cùng bạn bè. Nổi bật nhất của công viên Hóa Thám đó chính là tượng đài vị tướng áo vải của nhân dân Bắc Giang và Hóa Thám để cảm ơn công lao của ông. Vậy nên công viên được mang tên Hoàng Hoa Thám. Bảo An đã trở lại chân tượng Hoa Thám rồi đây. Sau một buổi tham quan công viên, Bảo An cũng đã đói bụng rồi. Hẹn gặp lại các bạn nhỏ vào những số phát sóng sau. Và đừng quên chia sẻ những khoảnh khắc đã check-in đẹp tại công viên cho Bảo An và chương trình biết nữa nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.